Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 24 tháng 8, một mùa bóng mới đã quay trở lại, kèm với rất nhiều diễn biến đáng chờ đợi ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Các đội bóng cũng đã có cho mình những bước chạy đà tốt nhất để hướng đến mục tiêu năm nay, họ đã chuẩn bị những gì và đến đâu. Tất cả những câu chuyện trên sẽ có mặt trong bản tin chiều này, cùng khai vị với chúng tôi bằng loạt tin vắn sau đây. Chiều nay đã diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng AFC Champions League và AFC châu Á. Đây là hai giải đấu có quy mô tương tự như UEFA Champions League ở Đây là hai giải đấu có quy mô tương tự như UEFA Champions League và Europa League ở châu Âu. Về phía Việt Nam, Hà Nội FC sẽ đại diện chúng ta thi đấu ở Champions League, còn Hải Phòng sẽ góp mặt tại AFC Cup. Thầy trò ông Chu Đình Nghiêm đã lọt vào bảng H khu vực Đông Nam Á với ba đại diện khác gồm Hougang United đến từ Singapore, Sabah United đến từ Malaysia và PSM Makassar đến từ Indonesia. Về phần Hà Nội FC, họ đã lọt vào bảng G với những cái tên cực kỳ sừng sỏ: nhà đương kim vô địch Chinese Super League Wuhan 3000, đương kim vô địch Champions League châu Á Urawa Red và Pohang Steelers với 3 lần vô địch giải đấu này tương tự như Urawa Red. Giải đấu cao cấp nhất câu lạc bộ ở châu Á sẽ khởi tranh vào ngày 18 tháng 9 tới đây. Nguồn tin độc quyền từ Fabrizio Romano tiết lộ rằng câu lạc bộ Brentford đang gấp rút gửi một lời đề nghị cho trường hợp của tuyển thủ người Argentina Nico Gonzalez. Bởi ông đã gửi đến ban lãnh đạo của Fiorentina một lời mời chào khoảng 26 đến 30 triệu euro vào khoảng 2 tuần trước đó nhưng đã bị đại diện nước Ý khước từ. Lần này Brentford đã quay lại với một lời đề nghị có tổng giá trị lên đến 42 đến 43 triệu euro. Thông tin này đã được nhiều nguồn tin thân tín xác nhận. Đi kèm với con số kỷ lục đó, họ cũng đã gửi đến cho cá nhân Gonzalez một mức lương cực kỳ hấp dẫn. Phía Fiorentina sẽ sớm xem xét lời đề nghị này và đưa ra phản hồi sớm nhất có thể. Nhà báo Skira vừa tiết lộ rằng Alexis Salamaker đã đồng ý những thỏa thuận cá nhân cần thiết với Real Betis. Đại diện của La Liga trước đó đã gửi đến cho anh một lời đề nghị có thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa. Phía AC Milan bật đèn xanh cho thương vụ trên, họ đang chờ đợi Real Betis đưa ra lời đề nghị chính thức để thông qua. Nếu mức giá Betis đưa ra là phù hợp với Rossoneri, mọi chuyện có thể sẽ được xử lý ngay trong tuần này. Kể từ khi nửa đỏ đen thành Milan có được chữ ký của Christian Pulisic và sau đó là Samuel Chukwueze, tuyển thủ người Bỉ đã được huấn luyện viên Stefano Pioli thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng nữa. Chiến lược gia người Ý cũng đã yêu cầu anh rời đi ngay trong mùa hè này. Nhà báo Isaac Suarez từ tờ Marca đã tiết lộ rằng một số câu lạc bộ từ giải Ả Rập Xê Út quyết định quay trở lại với thương vụ Arsène Wenger. Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh tiền vệ Rodrigo De Paul vừa từ chối những lời đề nghị đến từ Trung Đông sau khi bàn bạc với huấn luyện viên Simone. Vincent là một lựa chọn khả dĩ hơn và Atletico Madrid dường như đã bật đèn xanh cho việc tuyển thủ người Bỉ rời đi sau khi nhận được những lời đề nghị hào phóng đến từ Ả Rập Xê Út. Ông trùm tin chuyển nhượng Gianluca Di Marzio vừa tiết lộ rằng huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã mở một cánh cửa dành cho cả sự nghiệp của Romelu Lukaku. Chiến lược gia người Argentina được cho là sẵn sàng có những cuộc trò chuyện cởi mở với tuyển thủ người Bỉ để mở ra tiền đề cho việc Lukaku tái hòa nhập vào đội 1 của Chelsea. Trong vài ngày qua đã có một số nguồn tin cho rằng Lukaku chưa từng trò chuyện với tân huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino từ ngày ông đến. Hiện tuyển thủ người Bỉ đang tập luyện với đội U21 Chelsea theo lệnh của ban huấn luyện. Trong sáng ngày hôm nay, hàng loạt tờ báo đã đăng tải thông tin rằng trung vệ Leonardo Bonucci gần như đã tìm được biến đổi mới trong sự nghiệp của mình. Anh đã đồng ý chuyển đến Đức chơi bóng cho màu áo của Union Berlin trong thời hạn một năm. Đây cũng chính là nguyện vọng của Bonucci khi anh chỉ muốn thi đấu thêm một năm nữa trong nỗ lực tìm kiếm suất dự Euro 2024 trước khi chính thức giải nghệ. Juventus đã bật đèn xanh cho thương vụ trên, họ thậm chí còn chấp nhận trả một phần lương cho Bonucci nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về lương thường. Bianconeri đang đợi đại diện Bundesliga gửi đề nghị chính thức để chấp thuận thương vụ này. Cũng theo nguồn tin từ nhà báo Isaac Suarez, hậu vệ Javi Galan nhiều khả năng sẽ được Atletico Madrid mang đi cho mượn hoặc bán đi dù anh mới chỉ gia nhập đội bóng thủ đô từ giữa hè. Getafe chính là câu lạc bộ mới nhất muốn có được sự phục vụ của anh dưới dạng cho mượn. Một lời đề nghị chính thức đã được gửi đến ban lãnh đạo của Atletico Madrid. Galan không muốn rời đi bất chấp việc đã được ban lãnh đạo đội bóng thuyết phục. Anh được cho chỉ là sự lựa chọn thứ ba sau Yannick Carrasco và Samuel Nino trong mùa này. Thậm chí anh có thể sẽ là lựa chọn thứ tư sau khi Renildo Mandava quay trở lại sau chấn thương. Nguồn tin uy tín Marlo đã chia sẻ rằng bất chấp những cuộc điều tra chuyên sâu đến từ Premier League, phía Chelsea vẫn tự tin rằng hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 40 triệu bảng Anh với công ty Infinis Athletes sẽ được thông qua. Đối tác tiềm năng của Chelsea đã cung cấp cho ban tổ chức giải đấu những số liệu đáng tin cậy.
nếu không có gì bất thường, cái tên Infinite Athlete có thể sẽ xuất hiện trên áo đấu của Chelsea sau khi kỳ FIFA Day tháng 9 khép lại. Phóng viên tờ Sport.es là Tony Khamati vừa tiết lộ rằng Barca đã cố tiếp cận Tottenham để đề nghị một bản hợp đồng cho mượn với trường hợp của Giovanni Lo Celso trong một năm, song yêu cầu trên đã bị Spurs thẳng thừng từ chối. Huấn luyện viên Ange Postecoglou đã khẳng định rằng Lo Celso vẫn còn đất dụng võ tại Tottenham trong hè vừa qua. Thuyền trưởng người Úc cũng thừa nhận Lo Celso là một cầu thủ có tài và hoàn toàn có thể tỏa sáng dưới thời của ông. Phía ban lãnh đạo của Tottenham tương đối cứng rắn trong thương vụ này. Nếu như Barca muốn có tuyển thủ người Argentina, họ sẽ phải mua đất. Họ không chấp nhận việc cho mượn anh thêm một mùa giải nào nữa. Theo tờ Daily Mail, hàng loạt các câu lạc bộ lớn ở châu Âu như Manchester United, AC Milan, Barca, Chelsea hay RB Leipzig đều đang cố để mang về chân sút sinh năm 2007, Dino Capia. Thần đồng sinh ra tại Mỹ hiện đang thi đấu tại câu lạc bộ NK Kustosia sau khi rời học viện lừng danh Dinamo Zagreb. Dino đã trưởng thành một cách vượt bậc chỉ sau một vài năm ngắn ngủi ở Croatia. NK Kustosia hiện đang có một mối quan hệ làm ăn tốt đối với Barcelona sau khi vừa mới bán trung vệ Mikhaele Faye ngay trong hè năm nay. Thế nhưng có vẻ như Man United và RB Leipzig mới là hai đội bóng quyết tâm nhất trong thương vụ này. Nếu không kịp kết thúc trong hè thì hai đội bóng trên sẽ cố gắng để sở hữu Dino trong mùa đông. Được biết, phía Dino và cả đội bóng chủ quản của anh đều tỏ ra cởi mở với cơ hội mới này. Sáng ngày hôm nay, Inter Miami đã đụng độ Cincinnati trong trận bán kết Cúp Quốc gia Mỹ. Đối thủ của Miami đã khẳng định được sức mạnh của mình với hai bàn thắng dẫn trước. Thế nhưng Messi đã kịp có một kiến tạo cho Campana để rút ngắn tỷ số ở phút 68. Vào phút 90+7, phút đấu cuối cùng của trận, dù không ghi bàn trực tiếp nhưng như thường lệ, siêu sao Argentina vẫn biết cách làm những người hâm mộ của anh phải thét vang tên của mình. Từ giữa sân hơi chếch một chút về bên trái, ở khoảng cách hơn 35m, Messi đã tung ra một đường truyền sắc như dao cạo mà một số cổ động viên đã đùa rằng anh vừa ép Campana ghi bàn để hoàn tất cú đút trong trận này. Trận bán kết đã bị kéo đến hai hiệp phụ. Tại đây, Josep Martinez khiến cầu trường bùng nổ với pha nâng tỷ số ở phút 93 trước khi bị Yuya Kubo dập tắt ở phút 114. Bước vào loạt luân lưu, Inter Miami đã tiếp tục cho thấy bản lĩnh của mình khi vượt qua Cincinnati với tỷ số 5-4 trên chấm đấu súng, đồng thời đoạt lấy tấm vé vào trận chung kết Cúp Quốc gia Mỹ sau đây khoảng một tháng nữa. Theo nguồn tin từ Nicolò Skira, Al-Ittihad hiện đang cố gắng để nối vòng đàm phán với siêu sao Mohamed Salah. Nếu chấp thuận lời mời trên, tuyển thủ người Ai Cập sẽ sở hữu một mức lương lên đến 80 triệu euro mỗi năm, kèm một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026. Phía Liverpool được cho là tương đối cởi mở trong việc thương thảo với Al-Ittihad nếu như con số mà đội bóng vùng vịnh đưa ra thỏa mãn nhu cầu của giới chủ The Kop. Nhà báo uy tín của bóng đá Ả Rập Xê Út là Walid Al-Faray đã tiết lộ rằng có đến 75% khả năng Salah sẽ chơi cho đội bóng đương kim vô địch giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Nguồn tin trên cũng cho biết nếu đồng ý, Salah sẽ được đảm bảo một suất ra sân chính thức. Còn người vừa mới ký với mức giá gần 30 triệu euro trong hè vừa qua là João Jota có thể sẽ bị bán tháo trở lại châu Âu. Nguyên nhân là anh không đáp ứng được nhu cầu chiến thuật từ huấn luyện viên Nuno Espirito Santo. Câu chuyện Benzema bất hòa với huấn luyện viên Nuno Espirito Santo đã trở thành chủ đề vô cùng nóng bỏng đối với làm bóng đá ngay trong ngày hôm nay. Chân sút sinh năm 1987 thậm chí còn tức giận đến mức anh đã thuê một vài đơn vị trung gian để quay trở lại châu Âu thi đấu. Chúng ta vẫn chưa biết được liệu cái kết của câu chuyện trên sẽ diễn ra như thế nào, nhưng có vẻ như Al-Ittihad đang thể hiện rằng mọi thứ đã được xử lý một cách ổn thỏa. Trên trang Twitter của đội bóng, họ đã quay một vài giây của Benzema kèm dòng trạng thái rằng Benzema vẫn luôn vui vẻ mà mấy ông. Tại một nơi có vẻ như là khách sạn của đội bóng, thế nhưng một số cổ động viên tình ý đã bắt lấy khoảnh khắc Benzema chợt tắt ngúm nụ cười trên môi để nhăn mặt lại trong khoảng chỉ nửa giây cuối đoạn clip trên. Trang chủ của câu lạc bộ Man City đã chính thức thông báo rằng Bernardo Silva vừa chính thức gia hạn thành công đến năm 2026. Đây được xem là một thành quả đến từ quá trình thuyết phục của Pep Guardiola cùng các cộng sự. Động thái trên dường như đã khép lại mọi sự quan tâm và cơ hội của Barca trong việc sở hữu cựu tiền vệ AS Monaco. Trong ngày gia hạn, Bernardo đã chia sẻ rằng tôi đã có 6 năm tuyệt vời tại Man City và tôi rất vui khi bản thân có thể tiếp tục gắn bó cùng đội bóng thêm 3 năm nữa. Việc giành được cúp ba mùa giải trước chính là một điều vô cùng đặc biệt đối với tôi. Thật hạnh phúc khi được là một phần của tập thể luôn tràn đầy sự quyết tâm tìm kiếm các danh hiệu. Tôi còn muốn hơn thế nữa và chỉ có Man City mới có thể cho tôi cơ hội đó. Tôi yêu mọi người ở đây, từ huấn luyện viên, các đồng đội đến các cổ động viên nhà. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm những phút giây tuyệt vời trong vài năm tới. Trong mùa hè vừa qua, Liverpool đã phải chấp nhận sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Jimmy Miller và Alex Oxlade-Chamberlain.
Ở chiều hướng ngược lại, họ mới chỉ có được Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai và mới nhất là Wataru Endo. Lữ đoàn đỏ đang thiếu trầm trọng một người có thể thi đấu ở đáy hàng tiền vệ. Một mình Wataru Endo chắc chắn là không đủ. Vì thế nên, huấn luyện viên Jurgen Klopp được cho là đã bày tỏ quan điểm muốn có thêm một tiền vệ nữa cho chiến dịch Premier League mùa này. Mục tiêu mới nhất của họ là Andre đã bị đội bóng chủ quản Fluminense từ chối bán. Theo TalkSport, Liverpool đang âm thầm chiêu mộ Calvin Phillips của Man City trong những ngày cuối của phiên chợ hè 2023. Một giải pháp cho mượn cũng là phương án được ông Jurgen Klopp và các đồng sự tính đến nếu như mức giá mà The Citizen đưa ra là quá cao. Tuyển thủ người Anh dự kiến sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen với hệ thống của Liverpool khi anh từng đảm nhiệm vai trò tương tự ngày có thi đấu ở Leeds United. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Paraguay đã xác nhận rằng ngôi sao của đội tuyển nước này là Julio Enciso đã gặp phải một chấn thương đầu gối tương đối nghiêm trọng trong buổi tập tại Brighton nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp West Ham vào cuối tuần này. Với việc Enciso không thể góp mặt trong dịp giao hữu FIFA Day tháng 9, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu ở vòng 3 Premier League sắp tới. Cầu thủ sinh năm 2004 hiện đang được bộ phận y tế của Brighton chăm sóc và kiểm tra kỹ lưỡng mức độ chấn thương trước khi đưa ra thời gian vắng mặt chính thức. Chấn thương của Enciso cũng khiến cho nhiều người chơi bộ môn Fantasy Premier League cảm thấy tiếc nuối vì anh hiện đang là một trong những cái tên mang về nhiều điểm nhất cho đội hình của họ. Tài khoản James Broad nổi tiếng với 250.000 lượt theo dõi khi thường xuyên đưa những tin uy tín liên quan đến Manchester United đã tiết lộ rằng đội chủ sân Old Trafford đang xem xét trường hợp của chân chạy cánh Jeremy Pino. Cách đây vài ngày, người đại diện của tuyển thủ Tây Ban Nha được cho là đã tự đề nghị thân chủ của mình với nửa đỏ thành Manchester và được phía Man United lắng nghe. Pino chính là một trong những cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất La Liga trong thời điểm hiện tại, dù mới chỉ 20 tuổi, nhưng Pino đã ra sân tại giải đấu cao nhất ở Tây Ban Nha đến 91 trận. Trong mùa giải năm ngoái, anh đã ghi được 4 bàn cùng 6 đường kiến tạo trong tổng số 36 trận trong màu áo tàu ngầm vàng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của buổi chiều và hôm nay. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Bây giờ thì chúc các bạn có một buổi tối an lành, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin ngày mai.